Những kẻ nào tin dùng lời của kẻ phá hoại Pháp cũng chuốc lấy khổ lớn như trước đã nói. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Như Lai chẳng nói về hình dạng thân thể lớn nhỏ mà kẻ hủy báng chánh Pháp phải lãnh chịu khi đọa vào ác thú? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thôi không nên nói về hình dạng thân thể lớn nhỏ mà kẻ hủy báng chánh Pháp phải lãnh chịu vào đời sau. Vì sao? Vì nếu ta nói đầy đủ cảnh giới ấy thì kẻ kia nghe được rất kinh sợ, phải thổ huyết cho đến mất mạng hoặc đau khổ gần chết, tâm quá buồn lo như chúng tên độc, thân khô héo dần như mạ đứt gốc. Vì sợ kẻ kia nghe nói về kẻ hủy báng chánh Pháp phải thọ thân quá xấu xí khổ sở như vậy, luôn tự kinh hoàng, tan thân mất mạng, ta thương xót kẻ kia nên không thể vì ông mà nói. Khi đó Xá Lợi Tử thỉnh lần thứ hai, lần thứ ba, xin Như Lai nói về hình thể kia để làm sự răn dạy sáng suốt cho đời sau biết được tội hủy báng chánh Pháp, thân chịu khổ cực nặng nề mà không gây ra tội này nữa. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, trước ta đã nói về tội của kẻ hủy báng chánh Pháp lãnh chịu cảnh giới khổ sở, đủ làm sự răn dạy sáng suốt cho đồng loại ở đời sau. Các thiện nam tử vân vân nghe ta nói về quả báo tội hủy báng chánh Pháp như trước, thà bỏ thân mạng, quyết chẳng hủy báng chánh Pháp, đừng để tự thân phải chịu khổ cực ở đời sau. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có các thiện nam tử vân vân thông minh nghe Đức Phật nói, người hủy báng chánh Pháp đời sau phải chịu khổ lớn lâu dài, nên kéo giữ gìn nghiệp thân khẩu ý. Vì sao? Đừng để tự thân phải vì các nghiệp ác ấy mà phải làm người trong cảnh giới ác chịu khổ lâu dài. Bạch Thế Tôn, sự tạo tác làm cho nghiệp hủy báng chánh Pháp tăng trưởng, há chẳng phải do các nghiệp ác huân tập từ đời trước ư? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, trong chánh pháp tỷ nại gia của ta sẽ có những xuất gia ngu si, tuy họ gọi ta là bậc đại sư nhưng lại hủy báng chống nghịch Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, nếu hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì đó là hủy báng vô thượng bồ đề, nếu hủy báng vô thượng bồ đề thì đó là hủy báng trí nhất thiết trí, nếu có hủy báng trí nhất thiết trí thì đó là hủy báng Phật pháp tăng bảo, nếu có hủy báng Phật pháp tăng bảo thì nhận lấy vô biên tội nghiệp, nếu đã nhận lấy vô biên nghiệp tội liền chuốc lấy vô biên khổ báo. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người ngu si kia do bao nhiêu nguyên nhân mà hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này? Phật dạy, này thiện hiện, do bốn nguyên nhân. Những gì là bốn? Một là bị các tà ma lừa gạt, hai là chẳng tin hiểu pháp thâm sâu, ba là chẳng siêng năng tinh tấn, say đắm năm uẩn nên bị các ác tri thức khống chế, bốn là ôm nhiều sân giận, ưa làm việc ác, thích đề cao mình, khinh chê người khác. Người ngu si do đầy đủ bốn nguyên nhân này nên hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa, do đây nên đời sau phải chịu cực khổ nặng nề. Hết quyển thứ 544.